Vị trí xạ thủ đường rồng luôn là chủ lực trong bất cứ đội hình nào của Liên Quân Mobile. Với những thay đổi mới nhất, mùa 16 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của những xạ thủ mang thiên hướng chí mạng. Hãy cùng tìm hiểu xem những vị tướng xạ thủ có tỷ lệ thắng cao và thích hợp nhất để chơi ở mùa 16 hiện tại. Top 5, Cafini. Không chỉ được yêu thích ở chế độ xếp hạng, mà Cafini còn cực kỳ được tin dùng ở các trận đấu xếp hạng, thậm chí là cả vị trí AD lẫn đi rừng. Tuy nhiên, ở mùa 16, Cafini đã dọn rừng chậm hơn nhưng vẫn quá mạnh ở vị trí đi rừng. Cafini chỉ cần có 1 giây và 4 căn chí mạng là có thể phát huy khả năng bắn của mình. Nếu có trang bị sớm, Cafini có thể dễ dàng gánh team. Còn nếu bị áp đảo, chỉ cần Cafini sớm full trang bị thì việc lập kèo và thắng ngược là chuyện rất bình thường. Có thể nói, đây là xạ thủ gánh team hạng nhất, nhưng đôi khi hay bị cướp bởi những người chơi đi rừng khác. Top 4, Celica. Tầm đánh xa của pháo thân công giúp Celica có thể tấn công kẻ địch nấn ná trong trụ. Bên cạnh việc đứng ở vị trí an toàn để hỗ trợ kiểm soát các mục tiêu lớn, thậm chí Celica cũng là vị tướng khắc tinh với những vị tướng hộ báo thích băng trụ. Ngoài khả năng tấn công mạnh mẽ, Celica cũng có khả năng phòng thủ rất hiệu quả, dễ dàng thổi bay những chiến binh hung hăng đột kích vào trụ chính hoặc bắn pháo giàn thị uy để chờ đồng đội hồi sinh. Nếu khéo léo, Celica có thể quét sạch cả đội hình đang ăn nhà chính để giúp cả đội lật kèo thành công. Tuy nhiên, người chơi sẽ phải rất thận trọng khi Celica rất yếu trong giai đoạn đầu và phụ thuộc nhiều vào trang bị. Thank you.